Hello, xin chào tất cả các em nha. Lại là thầy Duy đây. Thì hôm nay buổi thứ hai, thầy sẽ giới thiệu sâu hơn về dao động điều hòa. Ok, trong chương trình vật lý lớp 12 cho chúng ta có một cái nhìn nó tổng quan đúng không ạ? Và nó rất là logic với nhau. Được chưa? Đó, và chúng ta giảm thiểu cái bộ nhớ một cách tối đa cho cái phần này. Đó, chứ nếu mà chúng ta học từng công thức một thì nó rất là nhiều. Ok. Thì ở buổi học kỳ trước thì thầy nhắc lại một chút ha. Ở buổi học kỳ trước thì chúng ta đã dẫn ra được cái hàm, được chưa? Đó, hay là cái phương trình của dao động điều hòa. Phương trình của chuyển động chính là một cái hàm số. Hàm là hàm x là hàm tọa độ. Giờ đây là một chiều thôi, cho nên là tọa độ nó chỉ có hoành độ thôi theo biến t. Ok chưa? Đó, thì hôm nay thì chúng ta sẽ dùng cái phương trình này để khai thác những khía cạnh động học của nó đúng không ạ? Đó. Chúng ta biết là động học là nói về x, v, a đúng không ạ? Vận tốc, gia tốc, thời gian này, phương trình độc lập này nọ, vân vân và mây mây. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ dành những cái phút đầu giờ đúng không ạ? Để chúng ta nghiên cứu sâu về cái phương trình dao động điều hòa. Được chưa? Đó, phân tích nó. Đó, một cái hàm số thì chúng ta quan tâm tới gì? Một cái hàm số người ta quan tâm tới giao điểm với trục hoành nè. Ok không? Và giao điểm. Đó, và cực trị của nó. Ok. Đó là những cái điểm đặc biệt. Ok. Rồi, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số ha. Ở trong toán học lớp 12 chúng ta học gì thì bây giờ chúng ta nghiên cứu sâu một cái hàm số trên những cái khía cạnh đó. Ok không? Rồi. Chúng ta vô cái bộ số 2 mọi người ha. Bộ số 2 này chúng ta sẽ tập trung nó chính là gì đây? Đây lượng kiến thức của nó chính là BT ở quanh LT 1002. Được chưa? LT 1002 này là gì? LT 1002 là nói về cái gọi là gì ta? Động học dao động điều hòa mọi người ha, động học dao động điều hòa. Này hơi khó gõ chút. Dao động điều hòa. Động học dao động điều hòa là chúng ta nghiên cứu về những khía cạnh động học. Đấy là những đại lượng động học của nó. Để làm cho nó to lên chút nhé. Ở kìa. Hơn. 16 đi. Rồi. Rồi ha. Đây chúng ta nói về cái lý thuyết là động học dao động điều hòa. Ok. Thì như chúng ta biết á, thì chúng ta có phương trình của dao động điều hòa ha, xì được chưa, y sao cho nó x đẹp đẹp cái ha, x bằng a nè là biên độ của dao động, được chưa, cos omega, omega là tốc độ góc của dao động, được chưa, hay là tần số góc gì đó tùy mình, cộng đi cho phi không là pha ban đầu của dao động, được chưa, pha ban đầu của dao động. Thì bây giờ chúng ta ra khảo sát cái hàm này ha. Đó, thì như chúng ta biết thì t của mình ha, t của mình là luôn luôn là một con số không âm đúng không ạ? Đầu tiên t của mình chỉ xét trên một cái tập không âm, tại vì thời gian đúng không, thời điểm. Tại ra thời điểm thì chúng ta sẽ lấy góc thời gian á, đúng không ạ? Đó là mốc của thời điểm á, là t bằng không. Ở chỗ đó tính lên thì t luôn luôn lớn bằng không, không có thời điểm âm đúng không ạ? Rồi ok. Tiếp theo là chúng ta nói về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này. Chúng ta thấy được đây là một cái hàm lượng giác thì quá đã đúng không ạ? Đây ha, khảo sát nè. Ở ngoài đây ha, ta có nè. Một cái hàm cos á, một cái hàm cos là một cái hàm chỉ chạy từ thầy ghi có phi đi cho nó nhanh ha. Đó, như chúng ta biết phi là pha của dao động thì nó sẽ chạy từ âm 1 tới 1. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta nhân a vô cho ba vế, hai nhân a vô cho ba vế thì chúng ta có trừ a bé bằng a có phi, được chưa, bé bằng a. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là gì, cái x của mình á, cái x của mình nó chỉ chạy từ trừ a tới a, ok không? Đó, cái tọa độ, cái ly độ x của mình nó chỉ chạy từ trừ a tới a và nó bị giới hạn lại ở trong một cái đoạn thẳng có chiều dài là 2a, ok chưa? Đó, bên đây là trừ a, bên kia là a.
Đó, và cái điểm chính giữa chính là x bằng 0, được chưa? Đó, thì nó sẽ chạy từ trừ a tới a, và chúng ta biết là x max thì nó sẽ bằng trừ a, còn x min nó sẽ bằng, x max nó sẽ bằng a, còn x min nó sẽ bằng trừ a, ok chưa? Đó, thì cái này đơn giản mọi người ha, cái này gọi là ly độ, ok không? Nói về ly độ. Chờ thầy chút ha, thầy kéo này qua chút. Đây là ly độ. Đó, và nó có một cái người anh em với nó, ok không? Có một cái người anh em với nó, người ta gọi nó là độ lớn của ly độ, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta có độ lớn ly độ, thì độ lớn của ly độ là một cái cụm từ nó mang tính toán học thôi, đúng không ạ? Độ lớn của ly độ, chắc chắn chúng ta biết độ lớn của ly độ là gì rồi, đó chính là trị tuyệt đối của x, được chưa? Nhưng nó có ý nghĩa vật lý, ok không? Và cái ý nghĩa vật lý của nó chính là khoảng cách, khoảng cách từ chất điểm ha. Thôi thầy ghi dưới đây, khoảng cách từ chất điểm đến vị trí cân bằng, từ chất điểm đến vị trí cân bằng, ok chưa? Đến vị trí cân bằng thì đây mới là ý nghĩa vật lý của nó. Còn nói về độ lớn của ly độ thì nó chỉ là một cái trị tuyệt đối của ly độ thôi, được chưa? Và nó là một khái niệm toán học trừu tượng thôi. Ok, thì chúng ta biết là trị tuyệt đối của một hàm thì nó chỉ chạy từ bắt đầu từ không, đúng không mọi người? Đó, chạy từ không đó tới lớn nhất là a. Đó, bây giờ chúng ta ngẫm lại một chút ha, nếu mà ô là vị trí cân bằng, đúng không ạ? Đó, thì khi trong quá trình nó dao động từ trừ a tới a thì có phải là khoảng cách từ nó tới vị trí cân bằng luôn luôn là một con số, được chưa? Ở lớn bằng không, bé bằng a, đúng không? Xa nhất là a, gần nó nhất là ngay tại vị trí cân bằng luôn là không, ok chưa? Đó, thì chúng ta biết được là x max là a, còn x min là trừ a ha, cái này khỏi ghi, đúng không? Này nó trong đây rồi, đó là ly độ, đúng không? Là cái đầu tiên mà chúng ta cần biết. Ly độ và độ lớn của ly độ là cái cặp đầu tiên mà chúng ta cần nhớ, được chưa? Hay còn gọi là khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân bằng, mọi người ha. Đó, mọi người phải nhớ cụm từ này, thì khi mà nó ra bài tập á thì chúng ta mới hiểu được, mới tóm tắt được nó là cái gì, được chưa? Không chúng ta tóm tắt sai là chúng ta đi luôn, đúng không? Rồi, tiếp ha, tiếp theo là chúng ta sẽ có vận tốc, đúng không ạ? Ở vận tốc thì để có được vận tốc mọi người ha, vận tốc này, vận tốc số 2 đi, đây là số 1 là ly độ. Ok, số 2 thì chúng ta nói tới vận tốc, vận tốc à, như chúng ta biết thì vận tốc tức thời, đúng không ạ, của một cái chuyển động chính là đạo hàm cấp 1 của tọa độ theo thời gian, được chưa? Đạo hàm cấp 1 của tọa độ theo thời gian thì chúng ta đạo hàm nè, cos đạo hàm ra trừ sin, đúng không ạ? Đó, trừ a nè, sin nè, omega t cộng phi không, được chưa? Nhưng đây là đạo hàm của cos u, thì nhớ u một cái nữa, đúng không ạ? U một cái nữa có nghĩa là đạo hàm cái ruột theo t, thì đạo hàm cái ruột theo t này là hàm bậc nhất theo t thì nó sẽ rớt ra omega, như thế thôi, được chưa? Đó, thì x này của mình sẽ bằng, v này của mình sẽ bằng x phẩy bằng trừ omega a sin omega t cộng cho phi không, được chưa? Đó, nếu mà chúng ta có muốn đổi về cos, đúng mà đổi về cos thì easy thôi, trục sin là hướng lên, đúng mà, cho nên là trục trừ sin là hướng xuống, trục trừ sin là hướng xuống nè, được chưa? Bây giờ muốn đổi sang trục cos là trục này thì có phải là chúng ta sao, cộng thêm cho bi chia 2 không, được chưa? Thì đằng này chính là omega a cos omega t cộng thêm cho phi, cộng cho phi không, xong rồi cộng thêm cho bi chia 2, cộng thêm cho bi chia 2 đó, đóng ngoặc lại. Rồi, nếu mà chúng ta có nhận xét một chút thì chúng ta sẽ thấy là cái pha của V đó, là cái pha của V đó, nha, nguyên cái pha của V này, pha của V này, đó, nó sẽ hơn cái pha của x, nó sẽ hơn cái pha của x là nguyên cái đóng này nè, đó, một lượng là bi chia 2, được chưa? Đó, và sau này chúng ta biết là nó nhanh pha hơn một lượng là bi chia 2. Tại sao nó nhanh pha? Được chưa? Thì tí nữa chúng ta sẽ nói rõ lên cái điều đó. Đây là cái video lý thuyết mọi người ha. Rồi, ok.
Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục với cái khảo sát. Thì chúng ta biết là cái vận tốc của mình á là V đúng không ạ? Đây. Bây giờ nói về cái vận tốc. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của vận tốc nha. Đó thì mọi người thấy ha, đó là một cái hàm sin hoặc là hàm cos theo thời gian thì nó cũng vậy thôi, được chưa? Cái V của mình nó chỉ chạy được từ trừ omega A là V min, là giá trị vận tốc min đúng không ạ? Nhỏ nhất. Đó, đạt giá trị nhỏ nhất, vận tốc đạt giá trị nhỏ nhất. Còn này là vận tốc đạt giá trị lớn nhất là omega A. Ok không? Thì bây giờ chúng ta thấy được là vận tốc ha. Thì chúng ta cũng có một cái đại lượng anh em với nó đúng không ạ? Là độ lớn của vận tốc. Chưa? Độ lớn của vận tốc là một khái niệm toán học. Độ lớn vận tốc. Và nó có ý nghĩa vật lý không? Có, được chưa? Có ý nghĩa vật lý. Độ lớn của vận tốc là chỉ tuyệt đối của V á. Thì ý nghĩa vật lý của nó là gì? Là speed, là tốc độ tức thời. Ok không? Đây là độ lớn của vận tốc tức thời là tốc độ tức thời của trước điện. Được chưa? Đó, thì chúng ta thấy là tốc độ ha là chỉ tuyệt đối của V á, là một cái hàm nó chỉ chạy từ 0 cho tới omega A thôi. Nó vậy thôi, đơn giản, easy, được chưa? Đó. Rồi, đó là cái thứ hai. Dạ, đầu tiên nhớ nhận xét dùm thầy á là V đó, là pha của V luôn luôn nhanh hơn pha của x một góc bi chia 2. Dạ, chúng ta nhìn thôi. Tất cả sẽ được cụ thể hóa trong sơ đồ, rồi cho kỹ thuật sơ đồ đại lượng điều hòa. Đó thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Ở đây chúng ta khảo sát vận tốc đó, mà có được cái phương trình vận tốc, có được phương trình gia tốc thôi. Sau này nó nằm trong một cái đám hết đó mà. Đó. Thì học thầy thì kỹ thuật mới là cái mà cần đúng không ạ, để chúng ta đi thi. Và còn mấy cái lý thuyết này chúng ta hiểu sâu ra để chúng ta từ đó chúng ta không bị nhầm lẫn ra trong những khái niệm. Ok, tiếp theo là gia tốc mọi người ha, acceleration, gia tốc. Chúng ta biết là vận tốc là velocity nha mọi người, vận tốc là velocity, còn tốc tốc độ mới là speed đúng không ạ? Gia tốc là acceleration, acceleration được chưa? Gia tốc của chúng ta nó chính là đạo hàm cấp 1 của vận tốc theo thời gian đúng không ạ? Gia tốc chính là đạo hàm cấp 1 của vận tốc theo thời gian, và nó chính là đạo hàm cấp 2 của ly đổi thời gian. Dạ. Đó, chúng ta đem thằng này phệt cái nữa thôi. Đó, trừ omega a sin omega t cộng phi đúng không ạ? Đó, trừ a omega sin omega t cộng phi nè. Đó, thì chúng ta biết được thằng này nó chính là omega a cos, được chưa? Đó, omega t cộng đi cho phi không. Đó thì nó cái đầu xong rồi đạo hàm cái ruột nó rớt ra ngoài là bình đúng không ạ? Dấu trừ giữ lại. Đó là chúng ta thấy là gia tốc chính là trừ omega bình a cos omega t cộng đi cho phi không. Được chưa? Đó, và chúng ta lại thấy được một cái điều kỳ diệu nó như sau ha mọi người. Đó. A này chính là a nè. Được chưa? Bằng nè. Hay là x 2 phẩy đó, bằng x 2 phẩy đó. Và nó bằng gì? Trừ omega bình đúng không ạ? Nguyên cái cụm này chúng ta biết nó là gì? Chính là x. Được chưa? Đây chính là phương trình động lực học của dao động điều hòa. Được chưa? Đây là một dạng phương trình vi phân đúng không ạ? Trong toán học gọi là phương trình vi phân. Mà chúng ta đã tìm ra được cái dạng này ở cái bài toán con lắc lò xo. Đây. Mọi người ha. Ok chưa? Ở đây nè. Đó, màu hồng hồng này nè. Ok. Được chưa? Rồi ok ha, thì đó là gia tốc. Thì gia tốc này của mình nó sẽ có nếu mà chúng ta đổi về cos á, rồi từ trừ cos đổi về cos á, thì chúng ta thấy là omega bình a cho cos omega t. Đó, đổi về cos thì chúng ta có thể cộng hoặc trừ bi. Từ trừ cos thì muốn đổi về cos thì cộng hoặc trừ bi. Bây giờ thầy sẽ lấy là cộng bi, và cộng bi là có ý nghĩa của nó chứ không phải là thích thì cộng, thích thì trừ đâu, đúng không ạ? Nó có ý nghĩa của nó. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bàn với nhau về cái chuyện đó. Được chưa? Thằng này chính là gia tốc. Gia tốc của mình á, nó sẽ chạy từ trừ omega bình a. Ok không? Bé bằng a, bé bằng omega bình a. Đó. Cũng là một cái hàm cos thôi. Thì nó sẽ chạy từ trừ của cái số đứng trước cos tới cộng của số đứng trước cos. Được chưa? Đó, vậy là a min chính là bằng gì? Giá trị gia tốc nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của gia tốc chính là trừ omega bình a.
giá trị lớn nhất của da tóc chính là omega bình an. Thế thôi, được chưa? Rồi, ok. Tiếp chúng ta sẽ có một cái đại lượng tiếp theo là độ lớn của da tóc. Độ lớn của da tóc. Thì độ lớn của da tóc là gì? Độ lớn da tóc chính là chiều tuyệt đối của A. Ok không? Chiều tuyệt đối của A của mình á, nó sẽ chạy từ 0 cho đến omega bình A. Ok chưa? Đó. Và cái độ lớn da tóc này thì người ta gọi nó là độ lớn da tóc, chứ người ta không có cho nó một cái tên riêng, đúng không ạ? Về mặt vật lý. Ok. Rồi đó. Thì đó chính là ly độ vận tốc và da tóc à, khi khảo sát từng cái. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát chung, đúng không ạ? Khảo sát chung một chút. Có nên khảo sát chung liền không? Không cần lắm nha, không cần lắm. Được chưa? Và chúng ta để ý giùm thầy ha, chính là pha của da tóc nó sẽ nhanh hơn BT2 so với pha của vận tóc. Được chưa? Đó. Rồi, đó chính là cái những đại lượng đồng học trong dao động điều hòa. Được chưa? Đồng học trong dao động điều hòa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài toán xác định trạng thái dao động điều hòa thôi, đúng không ạ? Là một số cái bài tập, đúng không? Cho cái phần này. Đây nha. Đó, có một số cái bài như sau vậy thôi. Cái gì ha? Rồi, bây giờ chúng ta xử luôn. Câu số 1. Trạng thái của dao động ha, như chúng ta đã biết được cái pha đó mọi người. Bây giờ cái pha nó cho phép chúng ta xác định trạng thái của dao động. Thì đầu tiên để nói về trạng thái dao động thì xin phép xác định pha trước. Ok chưa? Pha của dao động trong cái chương trình vật lý trung học phổ thông 12 này của mình ha, thì được định nghĩa là khi cái hàm của mình ở dạng cos nha. Được chưa? Hàm của mình đang ở dạng dương cos. Ok. Đó, thì pha của dao động tại thời điểm đây chính là đây. Đầu tiên là pha trước. Pha là gì? Pha là tất cả những gì nằm trong cung của cos. Được chưa? Đó là phi của mình nó sẽ bằng BT cộng đi cho B chia 2 trước nè. Đó. Vậy là pha của dao động tại thời điểm 1,5 giây. Được chưa? Tại T bằng 1,5 giây thì chúng ta thay cái T vào pha thôi. Phi của mình nó sẽ bằng đi cho 1,5 bi, đúng không ạ? Cộng B chia 2 chính là 0,5 bi. Vậy đó chính là 2 bi. Ok, đó chính là 2 bi. Thế thôi. Pha của dao động tại thời điểm này 2 bi. Đáp án là câu C. Tiếp. Ở thì câu số 2 này tương tự mọi người ha. Tiếp vào câu số 3. Câu số 3 nó hỏi ly độ, nó cho phương trình hỏi ly độ tại thời điểm 1/12 giây. Thì rất là cơ bản, ta chỉ cần thay vào thôi. Được chưa? Vật dao động điều hòa với phương trình. Được chưa? Đây là phương trình dao động mọi người ha. Mọi người nhớ giùm thầy cái tên của thằng này là phương trình dao động. Ok không? Đó, còn cái đám này nè, người ta gọi là pha của dao động ha. Ở đây là pha ban đầu của dao động. Ok chưa? Còn phương trình vận tốc không phải là phương trình dao động. Phương trình vận tốc là phương trình vận tốc. Pha của vận tốc là pha của vận tốc. Được chưa? Nhưng mà phương trình của ly độ á, là phương trình dao động. Pha của ly độ chính là pha của dao động. Được chưa? Nhấn mạnh chỗ này nha. Ở sau này là đi giải đề là hay bị lừa lắm, đúng không ạ? Rồi ok. Ly độ của vật tại thời điểm như đây thì thay vô thôi. Được chưa? Chúng ta có ly độ rồi. Thì đối với T bằng 1/12 giây thì chúng ta cứ can vô là xong, đúng không ạ? Đó, chúng ta lấy máy tính Casio ra. Chúng ta nhập cái hàm vô. Được chưa? Nhớ giùm thầy là máy của chúng ta phải chế độ là radian ha. Máy của chúng ta phải ở chế độ là radian là chữ R nè. Bạn nào máy chưa ở chế độ chữ R á thì chúng ta bấm shift menu, đúng không ạ? Đó, nó có angle unit, đúng không ạ? Là đơn vị góc. Bấm vào số 2. Thì ở đây nó có degree, radian và gradian, đúng không ạ? Gradient. Được chưa? Thì degree là cái mà độ đó, đúng không ạ? Sin 30, cos 30 gì đó. Được chưa? Còn radian là bi chia mấy mọi người ha. Đó thì ở đây phương trình dao động điều hòa ha. Đó cái pha nó thường để radian, cho nên chúng ta sẽ sử dụng chế độ số 2 của mình. Được chưa? Đó. Thì chúng ta nhập vô 20 nè, cos 2 bi x
trừ đi cho pi chia 2. Pi chia 2. Đó. Thì khi mà nó ở đây mọi người ha, nó ở trên tử hay là nó nói là không có mẫu á, thì chúng ta có quyền không đóng ngoặc. À, có quyền không đóng ngoặc. Can nó tự tự hiểu đúng không ạ? Dù can 1 phần 12 giây nó tự ra. Còn nếu mà nó có ngoặc mọi người, bây giờ nếu mà nó nếu là quên nếu mà có mẫu á, mà thằng này nó nằm dưới mẫu nè mà chúng ta quên đóng ngoặc á là nó chửi luôn đúng không? Máy nó chửi mình ngu liền đúng không? Đó thì nó chửi mình mắt hay gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có ha, x tại điểm là x nè, tại t bằng 1 phần 12 giây. Được chưa? Thì nó chính là bằng đi cho 10 cm. Được chưa? Có nghĩa là nó đang ở ly độ là 10 cm. Chọn không ạ? Ok. Đó. Đơn giản, được chưa? Rất đơn giản. Tiếp ha, câu số 4. Biết ở thời điểm t có ly độ là 3 cm, ly độ của thời điểm đó sau đó 1 phần 10 giây. Được chưa? Để cái này chắc để nhầm rồi, chết rồi, để nhầm rồi, được chưa? Câu này là một câu mà chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật khác để phanh nó, đúng không ạ? Ok, thôi, bỏ. Tiếp. Câu số 5 mọi người ha. Câu số 4 này chúng ta dùng kỹ thuật độc lập, nó sẽ tốt hơn, có ưu hơn. Thầy vứt nhầm vô đây. Rồi, câu số 5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình vận tốc là như đây. Được chưa? Tại t bằng 0, vật có gia tốc là bao nhiêu? Ok chưa? Ở như chúng ta biết là gia tốc chính là đạo hàm cấp 1 của vận tốc theo thời gian. Ok không? Đó. Bây giờ nó yêu cầu là gia tốc tại t bằng 0. Gia tốc này. Tại t bằng 0 thì nó chính là đạo hàm của vận tốc tại t bằng 0 thôi. Ok không? Mà đạo hàm của vận tốc tại t bằng 0 thì chúng ta dùng cái chức năng đúng không ạ? D chia dx. Đây mọi người ha. D chia dx chính là đạo hàm của một hàm số fx theo biến x. Được chưa? Đó thì chúng ta để 20 vô bi. Ok không? Đó chúng ta sẽ dùng kỹ thuật này để đoán nhận trạng thái khi mà nó cho hàm, nó hỏi đạo hàm. Còn nếu mà nó cho đạo hàm á, mà nó hỏi hàm á, thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật khác. Được chưa? Đó, sau này chúng ta biết ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta mở hai dấu ngoặc nè, thì chúng ta nhớ đóng hai dấu ngoặc lại. Ok chưa? Đó, tại x bằng mấy? Tại x bằng 0. Bằng. Thì nó là 789,5. Ok chưa? 789,5. Ok. Thì mà thấy là 789,5. Thì bây giờ nó sẽ xấp xỉ ha. Đó, nó có một cái là pi bình bằng 10 mọi người ha. Ok. 789,5. 789,5 cm trên dây bình, được chưa? Đó thì nó sẽ xấp xỉ cái gì? Nó sẽ xấp xỉ là 7,89 mét trên dây bình. Ok chưa? Đó mà nó là 7,89 thì nó sẽ xấp xỉ câu A là 8 mét trên dây bình. Được chưa? Đó. Ở đây ha, nó sẽ có một cái lạ lạ vậy. Pi bình á thì nó coi như là gần bằng 10. Được chưa? Pi bình của ta là 9,86 mà nó coi như là gần bằng 10. Ok. Đó. Giống như là căn của 10 thì nó sẽ xấp xỉ một số pi đúng không ạ? 3,14 là pi, con này 3,16. Cho nên nó chơi một cái chiêu vậy ha. Đó, ok, không có gì hết, cái này rất là bình thường. Tiếp. Nó có phương trình vận tốc như đây và nó hỏi là góc thời gian lúc chất điểm có ly độ và vận tốc bằng bao nhiêu. Rồi ok, bài này nó cũng giải được đúng không ạ? Căng thế nhỉ. Mấy cái này thì chúng ta có kỹ thuật khác để làm nó sẽ nhanh hơn đúng không ạ? Tuy nhiên thì theo thang của kỹ thuật á thì kỹ thuật CAN là kỹ thuật cơ bản nhất. Ok không? Kỹ thuật CAN là kỹ thuật cơ bản nhất, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật CAN trong phần này ha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là V là như đây đúng không ạ? Đó, bây giờ nó kêu tính V tại thời điểm gì đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta có nè. Ta có V thì chúng ta nhập V vô. 4 pi cos 2 pi x được chưa? Can 0 bằng sẽ ra 4 pi. Ok không? Ở tại V tại T bằng 4, tại T bằng 0 á thì nó là 4 pi cm trên giây. Ok. Đó, và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chúng ta cần cái gì? Cần x đúng không ạ? Và chúng ta nhìn quan sát chút ha.
Đó, khi mà V là 4 pi. Được chưa? Thì x bằng bao nhiêu? Đó, thì cái này nó nếu mà chọn đáp án thì tới đây chúng ta chọn luôn câu B đúng không ạ? Còn x bằng bao nhiêu á thì sau này bây giờ chúng ta dùng kỹ thuật khác chúng ta sẽ làm rất là nhanh chỗ này. Đó. Thôi ha, vậy thôi ha. Nói chung là những cái bài này thầy đưa ra để chúng ta đoán nhận được cái trạng thái ban đầu thôi ha. Thí dụ như thế này đi. Câu số 7. Ví dụ câu số 7 này nó cho x đúng không ạ? Cho x. Bây giờ lúc t bằng 0,5 thì vật sao? Ok. Thì bây giờ mình coi x trước, tại vì x nó sẽ liên hệ trực tiếp tới a, ok không? Cũng được nha, bài này cũng có thể làm được ha. Ok. Nhưng mà mọi người ok. Thầy sẽ làm luôn cho mọi người cái a ha. Rồi ok ha, bây giờ chúng ta có a nè. Tại t bằng 0 nè. Thì nó bằng cái gì? Nó chính là đạo hàm cấp 1 đúng không ạ? Đó là đạo hàm cấp 1 của V để cho theo thời gian B X xong sau đó thế t bằng 0 vô thì nó sẽ ra là 0 cm trên dây bình, ok không? Mặt khác á, chúng ta biết là A của mình nó bằng trừ omega bình X, nãy mới học xong để cho từ đó suy ra được cho thầy là X bằng 0. Ok, đó. Chọn ngay câu B một cách gọn gẽ. Để coi coi mấy câu này. Ok, mấy câu này thì biến đổi một chút ha. Đây, thí dụ như câu số 5 đi. Làm luôn câu số 5 cho mọi người. Một vật dao động điều hòa với phương trình là thấy chưa? Sau này mọi người sẽ biết là cái cách này là một cái cách rất là lâu đúng không ạ? Nhập môn thì muốn giới thiệu cho mọi người kỹ thuật CAN đúng không ạ? Kỹ thuật CAN trong cái bài toán xác định trạng thái dao động điều hòa. Kỹ thuật CAN là một kỹ thuật nhỏ thôi, thầy không xây dựng nó thành một cái kỹ thuật đó mà nó chỉ nằm trong bài toán thôi. Đây. Và bây giờ nó quên. Đây, câu 5 ha. Bây giờ chúng ta coi coi V tại điểm t bằng 0 nó bao nhiêu. Thì bây giờ á có V đó mà thì mình chỉ có thể dùng chức năng đạo hàm, có nghĩa là ra A của nó, ok. Từ A mình sẽ bật lại đúng không, từ A mình sẽ bật lại cái x, cho nên là chúng ta sẽ bấm đạo hàm trước, sorry, bấm đạo hàm trước ha, 2 pi x cộng pi chia 3 thôi, cộng pi chia 3 đó, tại x bằng mấy, tại t bằng 0 đúng không ạ? Bằng luôn. Đó thì mình sẽ ra là trừ 68,37, ok không? Đó thì a của mình ha, tại t bằng 0 á nó sẽ bằng trừ 68,37. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, bây giờ muốn có được V á thì chúng ta thoát ra, thoát ra bằng cách gì? Chúng ta để cái dấu nháy ngay chỗ này nè. Giờ để cái dấu nháy ngay trước cái hàm, bấm đeo một cái thì nó ra cái hàm. Bây giờ bấm t bằng 0 luôn, can 0 bằng luôn thì nó ra 2 pi. Vậy V của mình đang bằng 2 pi, ok chưa? Đó, cm trên dây đó. Vậy là chúng ta loại hai đáp án này rồi, V bằng 2 pi thôi. Bây giờ có a đây ha, đó thì chúng ta biết ngay được a nó ngược dấu với x mà, cho nên x của mình sẽ dương. Chúng ta chọn ngay câu B luôn cũng được, được chưa? Hoặc là chúng ta sẽ gán thằng này cho nó bằng đi cho trừ omega bình nhân cho x để chúng ta ra x cũng được, ok chưa? Đó, để làm màu chứ thôi có gì đâu. Đây ha, trừ 68,37, được chưa? Chúng ta đem chia cho omega bình, omega của mình là 2 pi đúng không ạ? Omega bình của mình lộn, omega của mình là số đứng trước t đúng không ạ? Omega là 2 pi, chúng ta lấy 2 pi đó, tất cả bình lên bằng ra số này, ok, ra số này đó. Và chúng ta bấm thử hai cái này ha,
căn 3 với trừ căn 3, vậy đó, trừ căn 3 giờ sẽ ra là 1,73 nè. Đó, ok không? Đó, giờ x của mình đó. Ôi trời ơi. À quên, dấu trừ đúng không? Chia cho dấu trừ nữa. Giờ x của mình nó sẽ ra căn 3 cm. Đó, vậy chúng ta sẽ chọn cụ B. Hợp lý không? Sẽ thấy có cách làm rất là nhanh đúng không? Này đang tập kỹ thuật CLC thôi đúng không? Rồi ok. Đang giảng người ta ok. Đây. Câu số 6. Trời, chữa cho mọi người từng câu một luôn. Một vật đang dao động điều hòa với phương trình gia tốc là như đây. Tại điểm ban đầu, vận tốc của vật có giá trị là bao nhiêu? Vận tốc tại thời điểm ban đầu. Chua, đúng không ạ? Chua. Bây giờ từ A nè, thầy sẽ hất được lại x, đúng không ạ? Thầy có thể hất lại được x. Tại vì A của mình á, là bằng trừ omega bình x mà. Cho nên ha, ghi dưới dạng hình thức x thì có phải A chia cho trừ omega bình thôi. Thôi. Omega của mình chính là 10, đúng không ạ? Giờ này chính là 10 là A nè, chia cho omega bình là trừ 10 bình, được chưa? Đó, xong rồi sau đó là cos 10 BT cộng trừ đi cho B chia 6. Ok. Rồi, từ đây đá ra vận tốc thì easy thôi. Ok ha. Cái này nó đang là mét trên giây bình. Để cm luôn đi ha, để cm luôn. Đó. Để cm luôn bằng cách gì? Bằng cách nhân cho thêm cho hai số 0 nữa. Rồi ra. Nhân 100. Rồi bây giờ chúng ta d chia dx thôi. D chia dx của 1000 chia cho trừ 10 bình phương. Đó. Cos của 10 x trừ đi cho 5 bi chia 6. Được chưa? Đóng mặt lại. Tại t bằng 0, đúng không? Thời điểm ban đầu là t bằng 0. Rồi bấm can thôi. Ê, bấm bằng thôi, trừ đúng không ạ? Vậy suy ra V ban đầu nó chính là trừ 50. V tại điểm tại bằng 0 đó. Chính là trừ 50cm trên giây. Được chưa? Đó thì có một đáp án thôi là câu B. Ok không? Vậy muốn biết đang giảm hay đang tăng thì sao? Muốn biết một hàm số đang giảm hay đang tăng á, thì xét dấu đạo hàm của nó. Ok không? V phẩy tại t bằng 0 này nó đang gì? Cái kỹ thuật này cũng quan trọng mọi người ha, trong cái công việc là chúng ta giải bài toán thời gian đó, giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nên là luyện tập kỹ thuật này. Rồi ok. Rồi bây giờ đạo hàm của vận tốc là gia tốc chứ gì đâu, đúng không ạ? Mình sẽ coi gia tốc tại thời điểm t bằng 0 thôi. Rồi ok luôn. Muốn sửa cho nó nhanh thì chúng ta bấm đây, bấm chữ đeo. Gia tốc thì nó là 10 thôi. Xóa hết đi. Đó. Rồi can thì nó ra là âm 5 căn 3. Âm 5 căn 3 mét trên giây bình phương. Rồi bén không? Xong. Được chưa? Tức là vận tốc đạo hàm cấp 1 của vận tốc đang âm, tức là vận tốc đang giảm, chọn câu B. Thế thôi. Được chưa? Easy. Câu số 7. Câu số 7 thì đó. Ha. Câu số 7, một vật dao động điều hòa như đây. Được chưa? Phương trình là như đây. Lúc t bằng 0, vật đang chuyển động sao theo chiều gì? Được chưa? Muốn biết nó chuyển động theo chiều gì chính là dấu của V, đúng không ạ? V dương chuyển động theo chiều dương, V âm chuyển động chiều âm. Được chưa? Chiều của này, chiều của chuyển động chính là dấu của V. Được chưa? Còn chậm dần hay nhanh dần phải xét được coi là gia tốc nó đang support hay nó đang dis vận tốc. Được chưa? Rồi ok. Bây giờ ha. D chia dx nè. D chia dx là 10 nè. Cos 2 bi x cộng đi cho bi chia 4. Được chưa? Đóng mặt lại. Tại thời điểm t bằng 0,5 trước, 0,5 bằng đó thì 44,4. Được chưa? V của mình tại t bằng 0 á, chính là đạo hàm cấp 1 của ly độ đó, sẽ là 44,4 cm trên giây. Cái thứ nhất. Ok chưa? Yeah. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải coi
là gia tốc của mình dương hay âm, thì thôi ta coi dấu ly độ thôi cha, bằng luôn. Thì ly độ lúc đó đó là đang bằng đi cho 5 căn 2 cm. Ly độ dương thì gia tốc là bằng trừ omega bình nhân ly độ đúng không? Suy ra gia tốc của mình sẽ âm. Được chưa? Giờ từ đây hai này suy ra là x nhân cho v nó sẽ bị âm. Ô, a nhân v nó sẽ bị âm. Có nghĩa là a với v nó đang không support cho nhau, nó đang dis nhau. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy một điều là 44,4 là v đang dương nè, là đang chuyển động theo chiều dương nè. Chiều dương nè. Được chưa? Hai câu kia coi như vứt. Tiếp a với v âm, có nghĩa là hai này dis nhau và đang chuyển động chậm dần theo chiều âm, chọn câu C. Được chưa? Chậm dần theo chiều âm, chọn câu C. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tới hai cái bài cuối này ha. Câu số 8. Câu số 8 này bị thụt hàng hay sao? Rồi, một vật dao động điều hòa theo trục Ox quanh vị trí cân bằng phi là như đây. Ok không? Nó có một cái đồ thị của phi theo thời gian. Ok, biết độ dài quỹ đạo dao động là 10 cm. Đó. Là 2A đó mọi người ha. Độ dài quỹ đạo là 2A là 10 cm, vậy suy ra A của mình là 5 cm. Tại điểm T bằng 3,2 giây thì ly độ chết điểm là bao nhiêu? Thì cái này mình xác định pha trước thôi, được chưa? Coi pha trước. Vậy pha của mình nó sẽ có dạng ha. Đó là omega t cộng đi cho phi không. Giờ pha của mình nó sẽ có dạng là omega t cộng phi không. Ta dùng hai cái điểm này đó để chúng ta xác định omega và phi không thôi, tương đương nè. Giờ dựa vào đồ thị ha, dựa vào đồ thị chúng ta sẽ có hệ phương trình. Ok không? Mở ngoặc ra có là tại tại pha bằng không á. Ok không? Pha bằng 0 là T bằng 1/12. Pha bằng 0 nè. Thì T là 1/12 nè. Nói chung là 1/12 nhân cho omega cộng cho phi 0. Tiếp theo là nếu mà pha của mình á mà là bi chia 3 đó, được chưa? Ở đây nó có nhân bi nè mọi người ha. Nó có bi radian nè. Đó thì nó là bi chia 3 đó. Ok. Thì T của mình là 1/4. Đúng không? T của mình là 1/4, là 1/4 nhân omega cộng với cho phi không. Được chưa? Đó thì từ đó chúng ta sẽ xác định được omega và phi không thôi. Muốn có omega thì thầy lấy ở dưới chữ ở trên. Bi chia 4 trừ bi chia 1/4 trừ cho 1/12 là 1/6. Ok không? Vậy là 1/6 omega là nó sẽ bằng bi chia 3. Vậy suy ra omega của mình nó sẽ bằng là 2 pi. Ok. Omega mà bằng 2 pi á, chưa? Thì phi không của mình á là bằng trừ omega chia 12 là sẽ bằng đi cho trừ pi chia 6. Ok. Rồi, ok ha. Thì chúng ta đã lập được cái phi, đúng không? Lập được cái phi. Đó, vậy suy ra cái phi một cách tường minh của mình á là pha của dao động á nó chính là bằng 2 pi t cộng đi cho trừ cho pi chia 6. Chúng ta thay vào thôi. Đây rồi thôi mọi người ha. Chúng ta có được là x của mình á nó sẽ bằng đi cho a cos phi, đúng không ạ? Hay còn gọi là a cos omega t cộng phi đó. Thì a của mình là 5 rồi. Còn cos này là cos của 2 bi t trừ cho bi chia 6 thôi. Ok chưa? Ở thấy cái này 5 rồi thì bỏ ngay đáp án 7 đi. Được chưa? Ly độ biên độ mà đã là 5 thì ly độ sao mà vượt quá 5 được. Rồi cos luôn. 2 bi x trừ cho bi chia 6. Sau đó chúng ta can vô. Can vô, can 3,2 vô. Bằng 3,7 đúng không ạ? Vậy thì suy ra x tại thời điểm T bằng 3,2 giây chính là bằng 3,71 cm. Cho đáp án là câu B. Ok. Đó, tiếp theo ha. Rồi, câu số 9 ha. Tiếp tục câu số 9. À, hôm nay thì các anh chị 2K4 đúng không ạ? Mới vừa đi thi tốt nghiệp môn lý về. Thầy háo hức với cái đề quá nhưng mà chưa coi được đúng không ạ? Đang dạy. Rồi câu số 9 nè. Một chất điểm dao động điều hòa có pha dao động phi phụ thuộc thời gian, biết quỹ đạo dài như đây thì A bằng 5 chưa? Đó, tin nhắn tin 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 đó. T
tại điểm T bằng 10 giây thì vật đi qua vị trí có ly độ là nhiêu. Đó, thì đây chúng ta cũng có hai điểm ha, làm tương tự đó mà. Đó, thì thầy làm nhanh đây. Đây có hệ phương trình nè. Khi đây là phi bằng 0,2 của pi chia 2. Ok chưa? 0,2 là 1/5 của pi chia 2 là pi chia 10 đó. Ok không? Đó, thì T bằng 0. Có nghĩa là này bằng phi 0 luôn. Được chưa? T bằng 0 à, phi 0 luôn. Hay là mình nên tính thầy lập phương trình đường thẳng theo dạng khác nha mọi người ha. Thầy sẽ lập phương trình đường thẳng theo kiểu hệ số góc cho mọi người quen ha. Đây, thầy sẽ tính tan của góc này. Như mọi người biết thì một cái phương trình đường thẳng y á, được chưa? Đó, nó có thể ghi dưới dạng là y bằng tan alpha của góc hợp bởi cái đường thẳng đó với chiều dương của trục hoành, được chưa? Nhân cho x cộng đi cho giao điểm với trục tung, đúng không? Giao điểm với trục tung. Ok chưa? Đó. Như vậy thì bây giờ thầy áp dụng vô đây, đúng không? Thầy biết được tan của góc alpha này nè. Đây là góc alpha nha. Tan của góc alpha này nè, nhìn một phát là biết ngay là cạnh đối là cạnh này là 1,8 chưa? Trừ cho 0,2 chưa? Đó. Chia cho kề là 0,4. Nhưng 1,8 với 0,2 này nó có đơn vị là pi chia 2 radian, cho nên là nhân thêm cho pi chia 2 vô đây nữa. Đó, thì 1,8 chia 1,2 là 1,6, 1,6 chia 0,4 là 4, 4 nhân cho pi chia 2 là 2 pi. Đúng không ạ? Đó, thì tan của phi chính là 2 pi. Tiếp theo là giao điểm với trục hoành. Giao điểm với trục hoành ha, giao điểm với trục hoành ở trục tung chứ sorry. Giao điểm với trục tung chính là y0 hay là phi0 á. Thì nó chính là bằng đi cho 0,2. Nhớ đơn vị của trục tung là pi chia 2 radian. Cho nên nhân vô thì nó là pi chia 10. Ok chưa? Đó, thế thôi. Rồi, thì bây giờ chúng ta viết được phương trình thôi. Hàm số phi bằng tan là 2 pi nhân cho biến là t cộng đi cho pi chia 10. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ viết được phương trình của x bằng 10 và lộn 5. Biên độ là 5 nha, cos của 2 pi t đúng mà. Cộng đi cho pi chia 10. Rồi ok, nó hỏi là tại t bằng 10 giây thì cứ bỏ vô mà can thôi. Dạ, yeah, cứ bỏ vô mà can thôi chứ giờ sao giờ. Cộng nè. Pi chia 10 nè. Ok không? Can 10 giây, đúng rồi, t bằng 10 giây bằng 4,75. 4,755. Thì suy ra x tại thời điểm t bằng 10 giây nó chính là bằng 4,755 cm, được chưa? Chọn đáp án là câu A. Ok chưa? Chọn đáp án là câu A. Rồi ok. Đó thì đó là những cái nội dung đúng mà của cái bài học tính trạng thái theo kỹ thuật Casio và can thôi. Bây giờ chúng ta bàn với nhau một chút về gia tốc, ly độ và vận tốc mọi người ha. Đó, như mọi người thấy thì chúng ta lấy đạo hàm của ly độ chúng ta mới có vận tốc. Chúng ta lấy đạo hàm của vận tốc chúng ta mới có gia tốc. Nhưng về mối quan hệ nhân quả mọi người ha. Đây, mối liên hệ nhân quả. Liên hệ nhân quả của XVA. Được chưa? Đó, từ thời xa xưa triết học tự nhiên đó mà. Chúng ta biết được là muốn có sự thay đổi về tọa độ, đúng không ạ? Nó phải có vận tốc. Tức là vận tốc là nguyên nhân của ly độ, là cái đầu tiên ha. Vận tốc là nguyên nhân của ly độ, nguyên nhân của tọa độ. Được chưa? Có vận tốc thì chúng ta mới sao? Mới có sự thay đổi tọa độ được, đúng không ạ? Mới tọa độ này nọ kia được. Do vậy thì từ đâu ra mà ra vận tốc? Bây giờ thì chúng ta biết được là gia tốc là nguyên nhân của vận tốc, đúng mà, gia tốc là nguyên nhân của vận tốc. Đó. Khi mà chúng ta sao broga, đúng mà, có nghĩa là chúng ta tác dụng lực cho cái máy nó tác dụng lực kéo, đúng mà, lên chiếc xe. Đó. Lực kéo của động cơ tác dụng lên chiếc xe, bây giờ đó thì nó mới sao, nó mới có sự biến thiên vận tốc. Được chưa? Từ một cái giá trị không sang một cái gì giá trị nào đó, đó mà đó người ta gọi là gia tốc. Đó. Và nếu mà chúng ta học sâu nữa chúng ta biết là check, được chưa, là độ giật là nguyên nhân của gia tốc.
J là nguyên nhân của da tóc chẳng hạn. Đó, nguyên nhân của da tóc. Da tóc. Cho nên cái phép đạo hàm mọi người, tiếng Anh nó gọi là derivative, có nghĩa là dẫn xuất, không ạ, à, dẫn xuất. Có nghĩa là đó là chính là nguyên nhân của cái hàm. Được chưa? Ví dụ như y phẩy thì nó ra nguyên nhân của cái hàm y. Ok không? Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy được là do là V là nguyên nhân của X cho nên V nó phải có trước X, nguyên nhân phải có trước kết quả, đúng không ạ? Mối quan hệ nhân quả mà. Gia tốc nó phải có trước vận tốc. Độ giật nó phải có trước gia tốc. Cho nên đó là lý do tại sao, được chưa? Cái pha của gia tốc nhanh hơn pha của vận tốc một góc bi chia 2. Pha của ly độ nhanh hơn ở là pha của vận tốc nhanh hơn pha của ly độ một góc bi chia 2. Tại sao? Tại vì nó có trước, được chưa? Và trong vòng điều hòa thì nó đẹp, đẹp sao nó có trước một lượng, chưa? Đó, quay trước một lượng là bị chia 2 đó, trong ok đó. Vậy muốn bày cho mọi người biết được cái sự nguyên nhân ở lòng cái nguyên nhân mối quan hệ nhân quả của ba này để mọi người hiểu được là tại sao ly độ lại chậm pha hơn bi chia 2 so với vận tốc lại chậm bi chia 2 so với gia tốc, hay nói khác là ly độ lại chậm pha bi so với gia tốc, hay nói cách khác là gia tốc nhanh pha bi chia 2 so với vận tốc, vận tốc sớm pha bi chia 2 so với ly độ, và gia tốc nó sẽ sớm pha bi so với ly độ. Ok chưa? Nó có trước tới hai nấc. Ok. Rồi đó thì cái video clip bài học buổi số 2 tới đây là hết mọi người ha. Đó. Thì mong các bạn yêu thích hơn về môn vật lý, được chưa? Cũng như là giỏi hơn về môn vật lý, được chưa? Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Video sau chúng ta có hai kỹ thuật. Được chưa? Hai kỹ thuật này nó sẽ gói gọn những gì mà chúng ta học ở những bữa rài. Đó. Vô trong cái video này. Ok không? Đây là video nén. Video kỹ thuật là video nén kiến thức mọi người ha. Ok, bye bye mọi người.